Bifocal đây, bifocal đây. Plane surface thì mình cũng phải có làm cái plane surface này, xong mình cũng tạo ra cái đường bao là khớp này. Nhưng bây giờ có điều khác là mình phá vỡ cái đấy ra, cái bi đấy ra. Mình phá vỡ bi đấy ra, mình lấy đường thẳng. Đấy, thì mình ấn vào đây thì hiện ra cái đường thẳng đế dày là màu xanh này. Thì đường thẳng này mình sẽ làm để thành cấp attractor. Đấy. Lúc trước là mình phải lấy thêm cái middle nữa để mình tạo thành cả miền ấy. Thì nhưng mà đây là mình muốn cái con điệu khác này, dùng cái cấp này. Cấp này thì đấy thì mình sẽ dùng cấp close quanh này, mình nối nó vào. Đấy, nối nó vào. Đấy, xong rồi mình nối nó vào rồi này. Bây giờ mình sẽ phải đo khoảng cách giữa cái đường, toàn là cái đường này. Giữa các điểm trên đường này. Giữa các điểm trên đường này. Đấy. Đo cái đó nhằm lấy cái thông Với số gì, lấy cái tính chất gì? lấy tính chất là này, toàn bộ các điểm này nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái toàn bộ cái đường đế này, sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách xa dần hoặc ngắn dần của các tâm của các cái mạng này này, tâm Vậy của các cái vậy mạng vậy cái tham số mạng lục attractor á. của mình là gì? Tham số attractor Đúng rồi. đó thì là khoảng cách từ đây, khoảng cách Đúng gần đây rồi, nhất thì nó mới là đạt khoảng nhất cách. đấy. Đấy, Ok, là khoảng cách khoảng ha. cách này này, đây distance này này, đấy Rồi, đúng rồi, thì đúng là rồi. cái này, cái tham số này đấy. Toàn bộ là mình, đây là mình quên mất chưa nói cái bước là mình dùng của Landbox đấy, mạng lục giác Landbox Ok, đấy. phải tận dụng nó mới được. Cái này đấy đấy, mình phải dùng center, hai cái này center của toàn bộ này là A, và sẽ và các cái điểm trên close point này là B. Thì Ok. cái khoảng cách này sẽ biến thiên từ dưới đáy dày cho lên đến đỉnh dày Thật đấy. ra, Đấy, chỗ này khoan mới là khoan, quay lại một xíu. Ngay chỗ cái lệnh curve low set point á, cái đầu dưới cùng đầu ra output cuối cùng là distance luôn á, chữ D anh thấy không? đúng rồi Đúng rồi, đó chính là cái distance đó. đúng rồi. Thế tức là Anh mình nên sẽ bỏ để cái cục này đi, full chữ ra đây để cho mình biết quên. Ra full cái name mình để á. full chứ, Nó bị mình đánh rối rồi. bây giờ mình đánh gì gì Anh lên trên chỗ display trên Rasterfer, trên menu. Display. rồi, ok đây Không rồi, không, display của Rasterfer menu á. đây Đúng rồi, cái thằng menu đó, ra full name đó. Ok. Cũng chưa có rồi, bấm lại đi anh, ra full name. bây giờ mới có này. Đó đó. Ok, Thì nó à distance. có mình distance luôn rồi. Tại vì là mình cứ quen là ở cái distance này nó đo hai điểm quanh AB, ở này có đầu ra quanh, cái là mình lấy luôn. Thì cũng được, cái Ok. này cái sẽ Tiện cái hơn, đấy. ngắn gọn. Đúng rồi. Quan trọng nhất chỗ này là cái đây này cũng phải remap number này, đấy. Ở chỗ này thì thấy mình cũng học theo thôi, kiểu gì cũng phải thế. Less distance thì vào khoảng cách này, cái bao này này, từ min đến max này và vào nguồn này. Đấy, còn đây có cái thằng này là vào đây. Domain là mình cho từ khoảng cách từ tối đa nhất là 1 này và nhỏ nhất là 0,3 này. Đấy. Thì mình Rồi. đây. Bây giờ cái mạng này, giờ Rồi. cái mạng hố này. Cái đoạn Thì remap này là cái bài mạng này tập cơ bản thứ 15 đúng không? ban đầu từ tầm 15 16 là có rồi, nhưng mà cái này cũng hay dùng, nhưng mà phải dùng nhiều thì mới quen được. Đúng rồi, cái đó là mấu chốt bài Đấy. tập tơ. Và nếu mà mình không scale ấy thì nó sẽ không được ra cái hệ thống cái này đâu. Đấy. Bởi vì mình muốn dùng boundary surface này thì mình phải có một cái curve ở ngoài, là curve cái chính là cái nền, cái miền của mình này, miền rộng nhất này, sau đó kết hợp với các cái Cái lỗ bên geometry đã trong. được scale rồi Đúng rồi. đấy, lỗ bên trong thì nó mới tạo ra miền lỗ thế này. Thế là mình Ok. phải lấy cái curve này tuốt tuốt từ ngày xưa đây này, đấy cái curve này chạy tuốt từ ngày xưa vào, xong Rồi. hai cái chập với nhau và phải flatten đây thì nó mới Ok, đúng rồi, phải flatten mới được. flatten là gì, hai cái chập vào nhau này, xong rồi flatten với nhau thì nó mới chập là một được. Xong mình sẽ có một cái surface này, surface nền, sau đó mình chỉ ít chút lên thôi, ít chút lên đây chút thì mình có cái đấy, cái chiều dày được viết vào đây rồi đấy. Rồi. Quan trọng cái đến chỗ này nữa đây đấy, cái base sẽ chút này thì mình sẽ có một cái box để bọc qua nó để làm cái reference cho Ok. cái surf move Rồi. đấy. Này giống Đấy, như còn flow lên space vậy đó. chính xác nó là luôn. Còn các cái thông số này thì chỉ quan trọng nhất là cái thông số của miền WV thôi, nên mình nếu không nó sẽ bị dày quá, bị dày quá. Còn các cái miền khác là để một thì nó overfit, là mình sẽ có một cái dày dạng này. Đây, hai cái này, hai cái cũ này, cái mới đây. Đấy. Xong rồi geometry mình bách ra là nó chạy ra. Dép tham tổ ong. Thì đang được không? Thì đấy thì có thể cái này là mình quan trọng nhất là mình tạo được một cái hệ điểm biến thiên với cả hệ hình học biến thiên theo attractor này. Thì dựa trên cái đấy thì mình có thể làm nhiều hình thức khác nhau. Rồi, ngay chỗ Ok. bây giờ cái phương án này là xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái Ok. code này lên một xíu, mình dùng cái GrabMapper. Ok. GrabMapper mình chưa có trong cơ bản đâu, nhưng mà anh biết cái đó chưa, anh thấy cái đó Chưa biết đấy, luôn, anh thầy gõ là chữ ơi, thầy biết. GrabMapper đi. GrabMapper thầy á, đó cái thứ tư từ dưới lên trên á.
Đây, Đúng rồi. à đúng rồi, cái này thì người ta hay làm nhưng không biết dùng thế nào. À, cái này nó ví dụ như bây giờ anh thấy cái miền editor chỗ mà remap number, của anh Đúng đâu rồi. đó, thì Đây đầu đây ra của đây. mình nó chỉ là một cái chuỗi Map số rồi thôi à. đó, một chuỗi Chính số cố định xác. ha, nhưng mà khi mà anh dùng remap number nó sẽ biến đổi chuỗi số đó theo một cái phương trình thì nó sẽ ra một chuỗi số tương ứng. Anh chụp phải vào đó, anh chọn phương trình đó, chụp phải Đây chuột phải đây. đó, grab thai ở dưới á, ở dưới có grab thai nè, Ok. đó À đó rồi là rồi đây rồi, đây rồi. phương trình Theo đó. dạng biển biểu đồ đúng không? Phương Đúng trình rồi. đồ thị. Ờ, đúng rồi, xong nó sẽ biến À. đổi cái chuỗi nó thành một chuỗi mới. Nghĩa là sao ta, bây giờ mình có một chuỗi số đây rồi, bên map này, mình có Đúng một rồi, chuỗi nó là số biến đổi nhá. theo phương trình Bây giờ mà, mình phương trình XA á, hai biến thôi, ok. quên, một biến thôi, Các một biến thôi. cái điểm này là mình có thể thay đổi được đúng không? Đó, anh đang biến đổi đồ thị đó. Đây. À. Thì khi mà anh đưa cái chuỗi remap number vào thì nó sẽ biến đổi ra một cái chuỗi mới. Mà cái chuỗi mới của mình nó sẽ có giá trị là từ 0 tới 1. Bởi vì anh coi cái graph mapper kìa. Ừ Graph đúng rồi, mapper mình có cái đây. trục ngang là trục x nha, là từ 0 tới 1. Trục dọc là trục Đúng y rồi. là từ 0 tới 1 luôn. Rồi. Đó, bởi vậy nên là có một cái là graph mapper ta sẽ dùng chung với lại cái remap number. Bởi À. vì cái đầu ra của remap number thường sẽ là từ 0 tới 1. Nếu như cái chỗ mà target của mình là không có đưa vào. Cái target của mình anh đang dùng là một cái domain kìa. Ừ. Cái target của thằng remap number đó, anh đang dùng một cái domain mới đúng không? Đúng rồi, Đúng, đúng mình rồi từ đây. bao nhiêu đến bao nhiêu đó, Đúng rồi, từ từ 0 tới 1 đấy, đây. tức là một, không phải từ 0 tới 1, từ bao nhiêu đó mà, từ Đây 0.2 tới 1 đúng không? đây 0,3, hiện tại đang để 0 0,3 tới 1 đây. Ok, vậy thì khi mà anh đưa đầu cái contract của mình vô là 0.3 tới 1 thì đầu ra của remap number sẽ là từ 0.3 tới 1 đúng không? Chứ nữa. Rồi, đúng rồi, Ờ, nhưng mà cái graph mapper á, thì nó không có cần phải lớn hơn không, tức là anh đưa đầu vào nó là từ 0 tới 1 là được rồi, nên là khi dùng graph mapper thì mình sẽ không cần dùng cái target nữa, mình bỏ cái contract của mình luôn. à. À, vậy là nó sẽ có một cái chuỗi số từ 0 tới 1 đưa qua graph mapper. Nó ra một chuỗi số từ 0 tới 1 mới. Ừ, Ờ, vậy bây giờ anh đúng có thể rồi. xóa được cái contract của mình luôn đó. Ừ, anh xóa contract của mình đi. Ok. Tiếp đi, check nha. Ok. Đây, xóa. Nhưng mà khoan, Đây. Đó, software khi mà biến đổi mình nên khóa cái code này lại, mình bấm chuột giữa để mình khóa lại. Mình bấm chuột giữa nha để mình khóa cái code này lại trước rồi xong mình mới sửa. Chứ không là bị treo á. Nó đang treo, nó đang tính lại, đang treo rồi. Bảo khoan muộn quá, thế là nó treo rồi. Không sao. Sao chơi tí à, bấm chuột giữa nó sẽ khó này nha, chơi tí Chuột giữa vào cái dây, chuột giữa vào cái không, chuột giữa vào cái thanh phát này rồi không cần phải bấm đâu hết, vào cái cục đấy, và chuột giữa vào không cần, không cần con trắc ấy, là bô nhỉ. không cần, anh cứ bấm vô trong cái không làm việc của Grasshopper là được rồi. Bấm chuột Ok. giữa đây, khóa lại đi, có cái ổ khóa bên dưới, đó đúng rồi, Để mình nối lại đã, để mình nối lại rồi mình khóa đúng không? ấy không cần đâu, anh cứ khóa đi, anh khóa là để mình sửa. Ok, Đúng rồi, rồi. bây giờ anh sửa nó không có bị gì á. Sau khi anh sửa xong xuôi, anh bật lại một phát nó mới chạy. Bây giờ mình sửa cái gì bây giờ? Bây giờ mình sửa nha. Cái đầu ra của remap number của mình là từ 0 tới 1. Nên là khi anh đưa vào cái scale thì nó sẽ bị đỏ, đúng không? Bởi vì có giá trị Ừ, không mà. đây. Nên Ừ, là đúng. khi mà mình dùng remap number á, anh đưa vào remap number rồi đó, thì đầu ra của remap Đây. number nó cũng sẽ là từ 0 tới 1 luôn. Thành ra nếu như anh đưa cái remap number vào cái scale thì nó vẫn cũng sẽ bị đỏ. Đúng. Nên là anh sẽ kéo cái đồ thị của remap number nó cao hơn mức 0 một xíu là được. Làm sao kéo được, bây giờ mình kéo nó toàn ở đây đó, kéo Không, vào anh điểm coi này mấy, này, cái chấm á, cái chấm ở giữa, đây là cái chấm. Ok, cái chấm ở giữa. Ừ, không chạy được, trên cái đường đồ này thị loại này á, cái đồ thị này nó luôn đi từ không, à, anh chọn một cái à khác đi. thằng à. Rồi, ok đây, ok, ví dụ đây đó, nó chưa sao ta, mình dọn lại nào nhỉ, parabol nhá, Ừ. parabol đây rồi, à đây Rồi. rồi set up Anh chỉ rồi, cần thế nâng là một thì tí thôi. lớn lớn hơn Đó. không rồi. Đúng rồi, là cái giá trị y của mình nó sẽ luôn lớn hơn không. Rồi bây giờ như việc thay cái đó lại vào cái scale thôi. Mình nối cái đầu ra của À, rồi tiếp tục nha. Bây giờ này, khi mà anh dùng cái lệnh surface 1 á, thì nó rất là nặng. Nên là anh sẽ gỡ ngay cái ok. khúc, anh gỡ ngay khúc scale ra đi. Cái lệnh scale mà anh đưa vào cái khớp á, anh gỡ ra luôn đi. Ok. Để bây giờ mình sửa cái scale đã, mình thấy cái dáng nó ok đã rồi mình mới gắn vô. Anh hiểu ý thầy không? À ok. Vậy nha, Bỏ chứ scale ra rồi đấy. rồi bây giờ anh có thể bật, anh mở khóa đi cho nó chạy code đi là anh sẽ thấy hình dung rồi. Đúng rồi, thì nó sẽ không bị chạy máy đó. Bây giờ anh sẽ biến đổi graph mapper này, anh sẽ thấy là nó sẽ có nhiều phương án hơn. À, đây đây.
Đây rồi nè. Đấy. Nâng điểm lên này. Đây là dạng parabol. À, nhưng mà cái này là đây. Rồi. Rất nhiều phương án hơn. Đó, mình chỉnh nó ra nhiều phương án ha. Rồi mình ra nhiều option. Lúc đó mình hãy gắn vô cái bước tiếp theo là tạo ra bề mặt rồi xong rồi Surface 1 lên thôi. Thế nhưng trong nhiều trường hợp nó bị chạy ra ngoài khỏi cái những cái hình sau khi scale của mình nó chạy ra ngoài khỏi cái hình cơ bản đấy. Bởi vì sao vậy? Thì nó cũng thì nó scale to. Factor của nó to quá, nó vượt qua tỷ lệ 1 hay sao? Thì nó chui ra ngoài cái đường bao. Nó Ừ. như Em giờ thế. anh coi cái chỗ tỷ lệ 1 đó, nó nằm ở chỗ nào? Cao từ 0 đến 1 thôi mà. Coi cái Thì chỗ tỷ lệ 1. thế vậy là càng thấp xuống nó càng ra ngoài đây này. Chạy càng sang bên này nó càng ra ngoài này. Kích chạy càng ra sang bên kia càng ra ngoài. Đấy. Bây giờ thì là nếu mà mình thấy xong rồi thì mới nối vào đúng không? Nối vào khớp đúng không? Đó, thấy ok rồi ha, thì bây giờ mình cứ đưa lại thôi. Cái graph mapper nó sẽ cho mình có nhiều cái chuỗi số biến đổi hơn. Nên thành ra là cái phương án mình nó sẽ ảo diệu hơn nữa, nó ra nhiều cái. Nhiều dạng phương trình hơn, nhiều dạng Đúng phương trình rồi, hơn. chứ không là nó luôn luôn chỉ là đồng biến thôi hoặc là nghịch biến thôi và chạy theo phương trình hàm mặt nhất là a bằng a cộng b, nó cứ vậy Đúng hoài rồi. à, nên Đúng thành ra rồi. nó sẽ hơi bị đơ. Thì lúc trước mình cái đấy, cái giày đấy là với cái đấy, xong rồi lên dần nó phát ra đây này, còn một cái khác rồi. Ok Đấy. rồi, Nhưng mà ứng có dụng một cái này. điều là thế này này, nó cái hình này bị bóp méo bởi vì là cái surface của mình là Tay mình cái lưới nó không có cái đều, đấy, và lúc nó dựng là như thế rồi đấy, rất là cái lưới của anh ok làm không có đều, nó không có đối xứng đó. đấy. Thành ra nó bị vậy. Đây thì nó sẽ ăn theo đấy thôi. Thế thì sau khi mà ví dụ đây, sau khi mình dựng cái này rồi, lưới nó bị không đối xứng thì làm thế nào để cho nó thành nó đối xứng hơn? Rồi cái này anh phải sửa lại cái cấu trúc của nó kia, Review hoặc là từ ban review đầu nó luôn. như thế này đấy. Mình review như thế này làm thế nào để tránh tình trạng này nhỉ? Vì về sau này chắc chắn là sẽ có những cái trường hợp này. Từ ban đầu anh nên làm trước, anh định hình trước, bởi vì những cái dạng mình đối xứng anh nên định hình từ ban đầu đi, là mình sẽ dẫn cái đường lên, mình review nó phải số lượng bằng nhau, mình chỉnh điểm nó phải tương ứng nhau qua Google đó, mình phải chỉnh tương ứng với nhau. Sau đó anh phải lúc mà anh dùng lệnh lót đó nha, nó sẽ có xuất hiện một cái đường sinh đúng không, cái đường sinh trắng trắng đó. Có cái mấy mũi tên ở trên các Đúng rồi, cái đường cái đó lót là cái đường đấy. sinh á, Đấy. thì anh phải căn chỉnh cái đường sinh mình sao nó nằm ở chính giữa đối xứng, thì lúc này cái đường sinh mình nó mới thẳng, thì cái lưới mình nó mới thẳng được. Bởi vì cái này thì nó cũng không đối xứng lắm đâu, cái phần bên thì nó cũng không, nó không, không tất nhiên là nếu mình không đối xứng lắm Không mà được, lấy rút kinh nghiệm lần sau. lưới dài là sai hết, lưới dài là nó xấu. Nó bị vặn, đúng không? Bị vặn. Ok. Bây giờ anh có review lại nó cũng xấu rồi, bởi vì cái form lưới này xấu rồi. Mà nên anh hiểu chỗ mà nãy thầy nói không, cái chỗ mà để cái đường sinh ấy. Đúng rồi, cái mũi tên trắng trắng ở các cái đường lốp nó có xuất hiện ra. Chắc là mình phải kéo cho nó cân vào nhau Rồi, đấy. nhưng mà trong Đấy. cái form này anh để thấy có một cái đường đậm đậm á, đó, cái đường đấy. Đừng. Cái đường đậm đậm dọc xuống á. Đây đây đây, rồi rồi rồi, Đúng rồi, đấy cái rồi, này đây. là cái đường sim của mình á, là cái đường sinh á. Thường á thì đường sinh mình nó sẽ không có nằm đây, mà mình sẽ hay là để ở giữa hơn. Nhưng mà bởi vì cái form mình nó đang bị xấu á, nên thành ra nó cũng không có giá trị. Đúng rồi. Nó bị vặn ở một chỗ Đường này nên này, mình cái chưa đường kiểm này là soát được. ngay cái chỗ mà cái mũi tên của anh nó nằm đây đúng không? Chắc chắn luôn á, nằm ngay vị trí đầu tiên mà. Đúng Em rút rồi, kinh nghiệm nha, đúng lúc dựng đúng. hình.
lúc lúc mà nó bảo lệnh lốp ấy thì cái mũi tên ba mũi tên nằm đây, đường gần Tôi biết một, đường mà. gần hai, đường gần ba đấy, nó nằm đấy. Nghe là vậy thì thêm một kinh nghiệm nữa ha. Lúc sau là ốp vào là thế, ốp vào là nó vẫn theo cái đường sinh hết à, cho nên là ngay từ lúc sau đầu đường sinh là phải nuột nà ngon lành rồi đúng không? Cái này nó Nó không đấy phải theo đường sinh mà theo cái lưới UV, à, đúng rồi, theo lấy lấy UV. mà cái lưới UV nó đẹp đó là do cái đường sinh của mình nó đẹp, và cả cái đường đường dẫn của mình á, mấy đường khung á, nó còn Đường phải đi khung. đối xứng nữa. Thế nhưng mà trong trường hợp nó không ý là đối xứng nào, bởi vì nhiều gì hình học ở đâu có đối. Ừ, nếu như nó không đối xứng á thì Nhiều ban khi trong đầu hình học nó không thể đối xứng được. thì ban đầu mình phải để cho cái đường sinh của mình nó phải đứng. Cái đường sinh mình phải đứng ha, bởi vì trong trường hợp đối xứng thì bắt buộc như vậy. Còn nếu như vậy mà không đối xứng á thì nó dễ hơn, nó tự do rồi. Ví dụ ở bên này này thì tạm chấp nhận được này, bởi vì là nó tự nhiên ấy, nên nó cũng bên này Ừ. cứ đến chỗ này đấy. Nhưng mà đến chỗ này là bị vặn, bởi vì là nó bị méo chỗ này đấy, chỗ này bị méo Sao đâu, chỉ cần sửa lại đáng lẽ cái mặt nó áp lại được. à. Đúng rồi, thế mình sửa lại thì xong rồi mình add cái surface vào đây thôi Ừ. à. Vậy thôi, vậy bài đó tới đó là xong rồi đó. Ok Để biết thêm grammar nữa ok grammar này ha. Grammar này ứng dụng trong editor rất là nhiều á. nó có nhiều phương án hơn, có nhiều nhiều phương Rồi. trình hơn, nhiều phương án hơn. Đấy. Cần phải nốt lại cái này. Ừ, thầy xin cái file này nha. Ok, để mình gửi luôn cho thầy nha, để gửi Với lại luôn cả cho cái với lại cả cái clip này luôn. Cách thầy. cái clip Ok. nãy giờ mình trình bày á để cho mấy bạn học nó dễ hơn. Được không? Đừng có đấy, để thầy thầy gọi đúng không? Để xem nó video nhét đâu. Chắc tí nữa mới xuất hiện ra. Bây giờ chưa xuất hiện video đâu. Nãy giờ thầy ghi mà. Ok, thì đấy, thằng nào mình không tìm thấy nút ghi, hóa ra là bên bên đấy ghi đúng không? Ok, để gửi luôn cho thầy nhá. Gửi luôn cho thầy nhá. Cho anh trình bày nó tự nhiên chứ không nó cứng. Ok. Rồi phải tắm dừng ghi lại. Ok. Anh cứ gửi đây, anh gửi qua bên inbox. Rồi xin nha. Ok, đẹp.